janefinch.com. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì Duy Hân cũng xin phép được giới thiệu người MC của chúng ta ngày hôm nay là anh Trần Thái Lực, và sau đó sẽ có cô MC Duyên Dáng Kiều Trâm cũng như là cô Kim Lan. Nhưng mà trước khi bắt đầu phần chào cờ thì Duy Hân cũng rất là xin lỗi vì cái trục trặc kỹ thuật, cho nên cái phần slideshow nó không được chiếu. Và Duy Hân rất là vui được giới thiệu đó là một bài nhạc phổ từ thơ của ông xã, tức là anh Nguyễn Ngọc Duy. Thì có lẽ chúng ta ai cũng nghĩ anh Duy là người chuyên môn hô hào biểu tình, làm thơ mà làm thơ chắc là cũng lửa, cũng rất là mạnh mẽ, chứ không có mà thu mưa ngâu như thế. Thế mà Nguyễn Ngọc Duy tâm hồn thơ cũng lai láng và có được tới mấy bài thơ phổ nhạc. Nếu quý vị ủng hộ thì trong tương lai sẽ có đêm thơ nhạc Nguyễn Ngọc Duy. Và bây giờ chúng tôi xin mời ban hợp ca tiến ra để chúng ta chuẩn bị phần chào cờ để chính thức bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin trả lại cho anh MC Trần Thái Lực. Xin cảm ơn chị Hân và xin kính chào tất cả quý vị ngày hôm nay. Và xin mời quý vị đứng lên để chuẩn bị. Trước tiên chúng ta sẽ chào quốc kỳ Canada. Xin bắt đầu. Xin lỗi quý vị, chắc trục trặc kỹ thuật. Xin mời. Kế đến là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Oh,
Sau đây là một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức của những tiền nhân giữ nước và dựng nước, những anh hùng dân tộc đã vị quốc phong thân. Một phút mặc niệm để nhớ những đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và vì lý tưởng tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị và xin quý vị có thể an tọa. Xin cảm ơn Ban Hợp Ca. Chị gì có mặt đây chưa? Có mặt chưa? Có rồi. Có rồi. Okay. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn tất cả các quý vị trong một buổi tối giá lạnh như vậy mà quý vị đã có mặt rất là đông đủ. Làm ban tổ chức rất là cảm thấy cái sự ấm cúng của tinh thần đồng hương. Và xin mời chị chủ nhiệm tuần báo Thời Mới, tức là cô Kim Lan, lên để có nói vài lời đại diện ban tổ chức để chào mừng quan khách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự chương trình Đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng Sơn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đêm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị hai nhà thơ không chỉ sáng tác thơ để tô thêm màu sắc cho vườn hoa nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại, mà họ còn là hai gương mặt sinh hoạt rất năng nổ trong cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là nhà thơ Trịnh Tây Ninh và nhà thơ Đặng Hoàng Sơn. Nhà thơ Trịnh Tây Ninh, ngoài tài làm thơ, chỉ còn là một cây viết thường xuyên, cộng tác với tuần báo Thời Mới. Qua chuyên mục Viết Cho Yêu Thương, chị còn tường trình về các buổi sinh hoạt trong cộng đồng. Ngoài ra, chị còn là một chuyên gia làm các slideshow rất đẹp và nghệ thuật. Nhà thơ Đặng Hoàng Sơn đã sáng tác khá nhiều thể loại thơ, từ thơ đấu tranh, thơ tình yêu lãng mạn, đến tình yêu quê hương. Thơ của anh chất chứa nhiều thăng trầm của một đời người, nhưng cũng không thiếu đi phần dí dỏm. Ngoài ra, anh còn là một cameraman không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng. Không quản thời tiết có khắc nghiệt đến mấy, anh lúc nào cũng có mặt trong tất cả các chương trình của cộng đồng. Kính thưa quý vị, trong thời điểm quốc nội đang sụp sôi trong cơn nguy biến, rơi vào vòng kiềm tỏa của Trung Cộng, tiếng Việt đang dần bị băng hoại bởi những cải cách giáo dục kém cỏi, chấp vá, lệch lạc, nhằm phá hủy tiếng Việt, mang đến nhiều hệ lụy cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Đó là một sự thật rất đỗi đau lòng. Ngôn ngữ tiếng Việt của một dân tộc có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến đang ngày càng mai một. Kính thưa quý vị,
các hoạt động văn nghệ tại Canada hiện nay đã bị ảnh hưởng từ nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam, nên các làn sóng âm nhạc từ quốc nội lan tràn đến hải ngoại, khiến trong cộng đồng của chúng ta thiếu vắng những chương trình mang tính nhân văn, nhất là những chương trình thơ nhạc. Và để góp một phần nho nhỏ vào việc bảo tồn nền văn hóa hải ngoại, chúng tôi khuyến khích các tài năng trong cộng đồng hãy mạnh dạn sáng tác và giới thiệu thơ hay nhạc của mình ra cộng đồng. Chắc chắn những món ăn tinh thần này sẽ được quý thính giả khắp nơi đón nhận. Kính thưa quý vị, thông qua đêm thơ nhạc Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng Sơn, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự góp ý của quý vị cũng như sự chung tay hỗ trợ để việc gìn giữ nền văn hóa dân tộc qua ngôn ngữ tiếng Việt Nam luôn mãi trường tồn. Đó là lý do của chương trình Đêm Thơ Nhạc ngày hôm nay. Và sau đây, kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Kim Lan. Hôm nay là một buổi tối vào mùa thu, thì chúng ta phải nói là mùa thu của Canada là một, phải nói là rất là đẹp, đẹp nhất theo tôi. Là một người thích chụp ảnh. Nhưng mà mùa thu cũng là niềm gợi hứng cho rất nhiều thi sĩ. Và mình chọn đêm nay là cái buổi để ra mắt cho hai nhà thơ thân yêu của chúng ta ở Toronto. Tôi xin phép được nói một chút xíu về hai nhà thơ đó, tránh để lặp lại những cái điều mà chị Kim Lan đã nói. Chúng ta biết nhiều về chị Duy Hân. Chị Duy Hân là một người rất là hoạt động ở trong những hoạt động tôn giáo, đã làm rất là nhiều việc cho cộng đồng và đặc biệt là quan tâm rất nhiều cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Chị còn làm MC cho đài SBTN Toronto trong chương trình Vui Buồn Cuộc Sống. Chị lại có tài viết văn và chị đã viết cho Thời Mới trong những tiết mục viết cho yêu thương. Nhưng hôm nay chúng ta nhìn về chị với khía cạnh là một nhà thơ. Chị có hơn 20 bài thơ đã được sáng tác và một số bài thơ lớn đã được phổ thành nhạc. Chị đó là tác giả của 3 cuốn sách và làm gần 500 slideshow về ca nhạc, danh ngôn và hình ảnh. Chị có rất là nhiều ham muốn về văn nghệ. Do đó chị đã học piano, vẽ tranh và trang trí. Kế đến là xin phép được giới thiệu một nhà thơ nam. Người ta biết nhiều với anh là một cựu quân nhân, là một thành viên của hội cựu sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Anh cũng đóng góp rất nhiều trong cộng đồng như chị Kim Lan đã vừa nói. Nhưng ít ai biết anh cũng là nhà thơ. Thơ của anh tôi đọc tôi thấy có cái tính ngông của một người lính, nhưng đồng thời có cái tình cảm yêu thương gia đình và yêu thương Tổ quốc. Chúng tôi muốn nói đến không ai khác hơn là tôi xin giới thiệu chị Duy Hân với bút hiệu là Trịnh Tây Ninh và anh Đặng Hoàng Sơn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh chị. Xin cảm ơn anh Lực. Hôm nay thì Hân sẽ đóng vai nói nhiều, là tại vì anh Sơn ảnh nói là ảnh có được ngồi ở dưới quay phim hay không. Thì Hân mới nói là hôm nay thì dù muốn dù không anh phải đứng bên cạnh em, ít nhất là anh cười, rồi anh nói lời cảm ơn,
Rồi một tí xíu nữa thì anh sẽ đọc danh sách của các quý vị bảo trợ. Anh chào mọi người nha. Tôi Đặng Hoàng Sơn xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị đã đến ủng hộ cái chương trình ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn. Đấy, nói hay như vậy mà cứ nhất định đòi ở dưới ngồi quay phim. Kính thưa quý vị, đặc biệt là quý vị đại diện các hội đoàn và quý vị đại diện các tôn giáo và tất cả các quý vị anh em thân hữu đã vì tình yêu thương mà đến với đêm thơ nhạc ngày hôm nay, thì Duy Hân cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tuần báo Thời Mới đã khuyến khích, cũng như là các hội đoàn đã ủng hộ, cũng như các bạn bè đã hỗ trợ rất là nhiều về mọi phương diện. Ngày hôm nay thì Duy Hân không có biết nói gì hơn. Hồi nãy đó thì ở dưới sân khấu thì cũng được đài VPS phỏng vấn. Họ hỏi là giữa nhà thơ với nhà văn thì chị muốn làm nhà gì? Thì Hân mới đùa nói là tôi muốn làm người nhà giàu. Nhà giàu thì giúp được cho nhiều người hơn, giúp được cho tự do dân chủ Việt Nam hữu hiệu hơn. Đó thì Duy Hân cũng có đóng góp trong tờ Thời Mới trong tiết mục Viết cho yêu thương. Thì ngày hôm nay Duy Hân cũng xin mượn cái chủ đề của ngày hôm nay là thơ nhạc cho yêu thương. Vì người nghệ sĩ nó có cái khổ tâm dữ lắm, giống như anh Sơn ở đây cũng vậy. Thương vay khóc mướn, dễ xúc động, dễ buồn hơn một người bình thường, mà tin là tất cả các quý vị ở đây đều yêu thơ mến nhạc và cùng một cái tâm trạng. Và nhất là ở nước Việt Nam của chúng ta, bây giờ tiếng Việt nó mất đi cái phần trong sáng. Nó có những cái hiện tượng rất là lạ, như hiện tượng Bùi Hiền, cũng như là những cái chữ mà tam giác với hình vuông. Thì chúng ta ngày hôm nay được cơ hội ngồi đây để mà cùng thưởng thức một cái đêm nhạc tạm gọi là thính phòng, với những cái câu thơ, với những cái lời nhạc rất là chắc chiêu. Các anh nhạc sĩ ở đây là cẩn thận, tụi này mà hát sai nửa nốt thôi là mấy anh sửa, là mấy anh âu sầu. Thì Hân mới hiểu là giống như các bà mà khi nấu ăn đó, mà chỉ lỡ nêm ngọt một chút, mặn một chút thì cũng rầu rĩ, trong khi ông chồng thì ông cứ ngồi ông ăn, ông cũng chẳng khen, cũng chẳng chê. Đó thì các người nghệ sĩ, các ca sĩ đã chắc chiêu, đã rất là yêu thương để mà cống hiến tới quý vị một cái chương trình nhạc hôm nay. Tuy là mở đầu sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng mà hy vọng sẽ là một cái cầu để cho nhiều chương trình tốt hơn, hay hơn của các bạn khác sẽ có trong sau này. Và cũng cảm ơn riêng các ca sĩ, cả tuần nay không dám ăn cá kho vì sợ khó ca. Đó, ở dưới đây thì có anh ca trưởng của Duy Hân, anh cũng nói là hát là những lúc nào lớn là phải lớn, nhỏ thì phải nhỏ. Khi mà nhỏ mà hát to đó là mất hết cái hay của bài nhạc. Đứa nào là mồm to là ảnh sẽ cho đi mò tôm. Vâng, thì không dám nói dông dài để cho chương trình, thì Duy Hân và anh Sơn đây thiết tha gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Và sau đây thì anh Sơn sẽ đọc danh sách của các quý vị thương mại đã ủng hộ quảng cáo, nhất là các anh chị em mặc dù không dám xin cũng đã gửi tiền ủng hộ, cho đến nỗi mà tụi này xin phép là không được nhận. Thì thật sự thì có thực mới vượt được đạo, trong 7 nốt nhạc thì cũng phải có nốt đô với nốt la, tức là đô la. Không có đô la thì cũng không có nói chuyện được. Cho nên xin anh Đặng Hoàng Sơn đọc một cái danh sách của các vị thân hữu. Kính thưa quý vị, tuần báo Thời Mới, Duy Hân, Trịnh Tây Ninh và chúng tôi Đặng Hoàng Sơn xin chân thành cảm tạ sự yêu thương, hỗ trợ mọi mặt của các hội đoàn, cơ sở thương mại và thân hữu. Kể sao, Hội Người Việt Toronto, Hội Cựu Sinh viên Sứ quan Trường Bỉ Thủ Đức, Ontario, ông Trần Thành Nghiệp, ông Mai Hiền Lương, Jack Nguyễn, Insurance Life Health Insurance Advisor, Văn phòng Pháp lý Lê Nguyên, Dịch vụ Địa ốc Nancy Nguyễn, nhóm ca sĩ Ái Ly, Diễm Hương, Tôn Thất Hùng, ông Đặng Tiến Phòng và anh Tân Râu, ông Nguyễn Văn Phát, giáo sư Đàm Trung Phán, dược sĩ Võ Thành Tân, nha sĩ Lê Xuân Đào, Thủy Võ Riêu To, bác sĩ Bùi Xuân Nhiếp, chị Hồng Thư, anh chị Nguyễn Văn Tấn Thoại,
ông bà Vũ Ngô Quý và Vi và Hội Văn hóa Tây Sơn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, và Duy Hân cũng như anh Sơn cũng xin trả lại sân khấu cho anh MC Trần Thái Lực. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và ước mong sau cái buổi thơ nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ yêu thương nhau hơn và sẽ còn một chút gì để nhớ, để thương. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đầu tiên trân trọng gửi đến quý vị một lời chào trân trọng nhất. Để mở đầu cho đêm chương trình thơ nhạc của Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng Sơn, một tiết mục đầu tiên Văn Khang muốn gửi đến quý vị để mở đầu chương trình, đó là một ca khúc của thi sĩ Đặng Hoàng Sơn. Ông phổ thơ ca khúc này rất là lâu với nỗi niềm của mình. Ca khúc này được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc. Ca khúc 43 năm một nỗi sầu. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân là một nhạc sĩ lão thành. Ông có rất là nhiều ca khúc rất là nổi tiếng phổ thơ thành nhạc. Hiện tại ông đang sống ở Cali. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân đã phổ thơ dùm cho thi sĩ Đặng Hoàng Sơn với ca khúc rất là nhiều day dứt và đau đớn. Cho nên xin quý vị cho một tràng pháo tay để mở đầu chương trình chào đón ban hợp ca Hương Việt với ca khúc 43 năm một nỗi sầu. Xin cảm ơn. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay khích lệ rất là lớn của quý đồng hương đã dành cho Ban Hợp ca Hương Việt để mở đầu ca khúc của thi sĩ Đặng Hoàng Sơn. Và tiếp tục chương trình, một sáng tác thơ của thi sĩ Trịnh Tây Ninh, có thể gọi là thi sĩ, hoặc là hồi nãy nhà thơ Trịnh Tây Ninh, hoặc là nhà văn hay là MC gì đó gọi là có đô la. Cho nên cổ cũng rất là một người rất là có tài, thưa quý vị. Một ca khúc Nhớ Chiều Có Nhau, thơ của Trịnh Tây Ninh, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Tùng Nguyên, hiện đang định cư tại Montreal. Vì điều kiện về tuổi cao sức yếu và ông không có điều kiện cho nên không có tham dự chương trình ngày hôm nay, nhưng ông vẫn gửi lời chúc chương trình ngày hôm nay. Và ông là người có rất là nhiều sáng tác rất là nổi tiếng và nhiều CD thực hiện. Khi đất nước Việt Nam bị chiến tranh, đau thương chia lìa, khi mất nhau rồi, nhớ lại những chiều có nhau mà lòng rất là đau đớn. Tâm tình này được thi sĩ và nhạc sĩ cùng đồng cảnh ngộ với nhau để diễn tả nỗi niềm mà ai cũng đã từng trải qua khi thời đau thương của dân tộc Việt Nam, đó là miền Nam bị Cộng sản chiếm. Chính vì vậy, một ca khúc rất là nhiều kỷ niệm nhớ những buổi chiều sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Dung. Và xin quý vị cho một càng pháo tay thật là lớn để chào đón Kim Dung và tay đàn guitar điêu luyện của anh Nguyễn Tuệ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kim Dung và Hữu Tuệ xin chào quý vị. Đành như đám mây vương
bay bay trong gió đưa hương gợi người, ngồi đây xõa tóc biến cười, môi mòn gương ngự trên môi sầu bi chưa về đã phải ra đi. 10 năm không gặp con chim mà chờ. Cũng đành dấu nỗi nghi ngờ, con tim dướm máu đau niềm dại khờ. Hẹn rằng yêu tới bên bờ, cớ sao nỡ lại bỏ nhau giữa đường. Vậy mà ta mãi còn thương, mặc người bội ước, hoa vương vẫn tươi. Cũng đành giã bộ cười vui, đoà phù du trên môi heo ta. Rơi đổ hải hà hòa trong nước mắt thành làn khói cay. Bao giờ người ghé nơi đây, phong lang sẽ nở cánh gầy. Cùng đành ngắt cánh hoa
vĩnh canh nguyệt quế tiếc ngày còn xanh cây trăm cuối mặt sao ngọn cao chót vó lá cành phẳng phiu trong sương có cánh sao diều một mình trong gió nhớ chiều có Kiều Trâm xin kính chào quý vị. Và vừa rồi quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Chiều Có Nhau của nhạc sĩ Trịnh Tây Ninh. Và liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mai Chị Đi, một tác phẩm của thi sĩ Trịnh Tây Ninh và được sáng tác, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Mai Đằng. Nhưng không biết nhạc sĩ Mai Đằng ngày hôm nay có mặt ở đây không ạ? Nếu mà nhạc sĩ Mai Đằng có mặt thì xin mời anh bước lên sân khấu để có đôi lời cùng quý thính khán giả trong ngày hôm nay. Xin mời nhạc sĩ Mai Đằng. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly với bài hát Mai Chị Đi, thơ Trịnh Tây Ninh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khánh Ly và anh Hữu Tuệ xin kính chào quý vị. Giận em chỉ giận lần này là thôi thôi hết lượt cái chấm buông. Chị về nhớ bát canh xuống em còn ở lại xin thương một đời nửa mai có tiếng gọi mời em về bên ấy nghe lời chị than trong mưa chị luống bàng hoàng trong hoa còn nụ chị lâng lâng sầu ví dầu tình trắng bên lâu dòng trăng tỏ tháng tư dạ đau như cắt vẫn như tươi cười chỉ đi em nhớ lấy lời nhắn giùm người ơi thương mười nhớ năm thương rằng thuở ấy chưa chồng rằng thuở ấy tấc lòng còn son thì còn ngậm nát bô hòn chỉ xin ghi khắc nửa hồn ngủ ngơ thank you.
giận em chỉ giận lần này là thôi thôi hết lược cái chấm buông. Chị về nhớ bát canh xuống, em còn ở lại xin thương một đời. Nửa mai có tiếng gọi mời em về bên ấy, nghe lời chị than trong mưa chị luống bàng hoàng, trong hoa còn nụ chị lâng lâng sầu vì dầu tình trắng bên lâu. Nước dòng trăng tỏ tháng tư, dạ đau như cắt vẫn như tươi cười. Chị đi em nhớ lấy lời nhắn giùm người ấy, thương mười nhớ năm, thương rằng thuở ấy chưa chồng, nhớ rằng thuở ấy tấc lòng còn son, thì còn ngậm nát bồ hòn. Chỉ xin ghi khắc nửa hồn ngủ ngơ, thì còn ngậm nát bồ hòn. Chỉ xin ghi khắc nửa hồn ngủ ngơ. Xin cảm ơn ca sĩ Khánh Ly và tiếng đàn ngọt ngào của anh Tuệ. Cái mục kế tiếp thật ra là thường thường là để vào cuối chương trình, nhưng vì có một số các nhạc sĩ và ca sĩ phải chạy show, thành ra chúng tôi sẽ rời tiết mục cảm ơn lên sớm hơn để tỏ lòng cảm ơn tất cả các người đã giúp đỡ trong chương trình ngày hôm nay, gồm các MC, nhạc sĩ, ca sĩ. Xin mời tất cả những người thiện nguyện viên hay là ban kỹ thuật viên âm thanh và hình ảnh và các cơ quan truyền thông và cả những người đại diện cho những hội đoàn đã giúp đỡ trong buổi ca nhạc ngày hôm nay. Xin mời quý vị lên sân khấu. Tôi xin được đọc tên. Ông Lý Kiến Trung, Mai Đằng, Lê Hoàng Châu, Nguyễn Văn Hiển, Phạm Hoàng Thương, Phạm Trung, Quốc Trung, Vũ Thiên Đại Dương. Các ca sĩ gồm có Ái Phương, Khánh Ly, Bé Trâm Anh, Huyền Trâm, chị Phạm Quý, anh Từ Lê, Kim Dung, Ngọc Yến, Thụy Vinh, Mỹ Hạnh, Văn Khang, Thu Thủy, đại diện nhóm múa Thu Thảo, Kim Lan, Kiều Trâm, Sĩ Phượng và anh Nguyễn Tuệ cũng như chị Hồng Như. Xin tất cả quý vị đã gọi tên xin lên sân khấu. Và xin mời các chị trong ban hội cụ sinh viên sĩ quan Thủ Đức lên để tặng hoa. Xin cảm ơn các chị. Thank you.
Xin mời các chị trong hội cụ sĩ quan trường bị Thủ Đức lên để tặng hoa cho tất cả các xin mời các chị. Vâng, cũng nhân cơ hội này, Duy Hân cũng xin phép được một lần nữa đặc biệt cảm ơn các nhạc sĩ, các ca sĩ, các em trong các nhóm múa, cũng như là những người đã giúp đỡ tinh thần vật chất trong cái chương trình hôm nay. Chúng tôi chỉ có thể gửi một số hoa tượng trưng, nhưng mà rất muốn là gửi cái hoa tới cho tất cả mọi người, vì cái lòng yêu thương mến nhạc cũng như là ủng hộ tinh thần của Duy Hân và anh Đặng Hoàng Sơn. Và chúng tôi cũng xin mời các chị Thủ Đức là người bảo trợ cho những hoa này đứng lại để chúng ta có một cái tấm hình chung để chụp hình để kỷ niệm cho một cái ngày thơ nhạc thật đẹp hôm nay. Và đặc biệt thì Duy Hân cũng có một cái bó hoa để tặng riêng cho anh Nguyễn Ngọc Duy, tức là ông xã đã giúp đỡ để cho có bữa hôm nay. Và anh Đặng Hoàng Sơn cũng có một cái bó hoa đặc biệt để tặng cho chị Hoa, là người đã âm thầm giúp cho anh không những trong các việc cộng đồng mà đặc biệt là ẩm thực cũng như là tất cả mọi cái sinh hoạt trong ngày hôm nay. Xin mời chị Hoa lên sân khấu. Và cũng xin mời anh Nguyễn Ngọc Duy. Dạ. Quý vị biết không, mở ngoặc thêm một cái nữa là anh Nguyễn Ngọc Duy cũng có học đánh nhịp và là conductor trong ca đoàn của nhà thờ. Thành ra là nếu mọi người chỉ nghĩ Duy Hân là những người chỉ có biết đi biểu tình thì ngày hôm nay sẽ nhìn tụi này với cặp mắt dịu dàng hơn nhé. Và cũng tặng riêng một đóa hoa cho anh Trần Thái Lực, tại vì ảnh làm MC, ảnh không có mời ảnh ra nhận hoa được, thành ra là tặng anh hai cái luôn. Bình thường thì tôi chỉ tặng hoa cho người khác chứ chưa được tặng hoa bao giờ. Xin phép dành bó hoa này cho bà xã thôi. Xin mời các photographer để có thể chụp hình. Xin cảm ơn tất cả các pháo nhòm. Kế đến tôi xin nhường lại cho MC Kiều Trâm. Kính thưa quý vị, Kiều Trâm tin rằng khi yêu thì ai trong chúng ta đều có một mong muốn nhỏ nhoi là được sống bên cạnh người mình yêu đến trọn đời. Nhưng trong thời chinh chiến, sự mong muốn nhỏ nhoi ấy dường như là một thứ rất mơ hồ mà những người yêu nhau trong thời chiến khó chạm đến được. Tình yêu trong thời chiến luôn là sự chia ly, sự chờ đợi và tương phùng. Và có đôi khi giây phút tương phùng ấy sẽ không bao giờ đến. Kiều Trâm nhớ mình đã đọc được một đoạn trong cuốn sách mà Kiều Trâm thấy rất là đúng. Chờ đợi là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu, đích thực. Những người chờ đợi nhau là những người yêu chân thành và đáng trân trọng nhất. Không biết quý vị có đồng ý với Kiều Trâm không? Và cảm thông với nỗi lòng của những người yêu nhau
và những người chinh phụ trong thời chiến thì thi sĩ Đặng Hoàng Sơn đã sáng tác bài thơ Tạ ơn bà Nguyệt Xe Duyên, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Bùi Kim Cương. Và sau đây sẽ được trình bày với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ba năm chân thấy gần thì ra
Thưa quý vị, bài thơ Mười Ngón Nguyện Cầu, thơ ngũ ngôn của Trịnh Tây Ninh do Linh Mục Mi Trầm phổ nhạc. Cha Mi Trầm là tác giả của nhiều bài thánh ca nổi tiếng được hát trong nhà thờ. Hai bé Trâm Anh và Huyền Trâm luôn được đồng bào ủng hộ do tài hát và đàn của cả hai chị em. Đặc biệt, bé Trâm Anh là con đỡ đầu của anh chị Duy Hân. Hôm nay sẽ trình bày nhạc phẩm này để cùng chắp 10 ngón tay nguyện cầu với chúng ta. Xin mời quý vị cùng nghe. Con Huyền Trâm. Con Trâm Anh xin kính chào quý ông bà cô bác.
Con xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiếng hát của bé Trâm Anh. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Còn Mãi Tiếng Ru, thơ năm chữ của thi sĩ Trịnh Tây Ninh và qua tiếng hát của nhạc của ca sĩ Ngọc Yến. Và bài hát này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển phổ thơ. Và bây giờ Kiều Trâm xin mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển lên sân khấu để có đôi lời tâm tình cùng quý khán giả. Dạ, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển. Xin nhạc sĩ có một vài lời giới thiệu về mình cho quý thính khán giả ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn chị và xin cảm ơn tất cả quý vị. Sở dĩ có lẽ là tất cả mọi người đều muốn thắc mắc là tại sao tôi lại phổ cái bài Còn Mãi Tiếng Ru, thơ của Trịnh Tân Ninh. Thì có một lần khi tôi vừa đọc xong cái bài Còn Mãi Tiếng Ru, thì tôi nhớ lại cái hình ảnh, cái lời ru à ơi của mẹ tôi. Và cái tiếng ru đó, tiếng à ơi đó cứ văng vẳng nhẹ nhàng bên tai tôi. Và chính vì thế mà tôi cảm nhận một cái điều này: mẹ ru con khi con còn trong nôi, mẹ ru con khi con đã xa rồi, mẹ ru con khi con còn ở bên cạnh, mẹ ru con khi con không còn ở bên mẹ và xa gia đình. Đó là cái tình mẫu tử. Và tự nhiên cái dòng nhạc, cái nốt nhạc đó đã gieo vào cái bài thơ Còn Mãi Tiếng Ru Lúc Nào Không Biết. Bởi vì ngay cái bài thơ nó là đã là một bản nhạc rồi. Xin, đó là lý do tại sao tôi phổ nhạc cái bài Còn Mãi Tiếng Ru. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều. Và xin cho Kiều Trâm có một câu hỏi thêm là, được biết nhạc sĩ là một người sáng tác rất là nhiều bài nhạc ở trong hát ở trong nhà thờ. Và lý do gì mà anh gặp được chị Trịnh Tây Ninh và chị đã gửi bài thơ này cho anh như thế nào? Cảm ơn chị. Tức là chị hỏi tôi là lý do tại sao, cái cơ duyên nào mà tôi gặp được Trịnh Tây Ninh, tức là cả anh chị Duy Hân. Thực sự ra thì đó là cơ duyên thật là may mắn, bởi vì chúng tôi tham gia vào cái chương trình Thăng Tiến Hôn Gia Đình. Và cái chương trình này, ngày xưa mỗi một năm là chúng tôi có làm một cuốn kỷ đặc sản, cảm ơn chị, đặc sản. Thì khi mà làm đặc sản như vậy thì tôi khám phá rằng là chị Hân viết văn rất là hay. Và cũng theo đó thì mỗi một lần mà tôi cần bài thơ nào để layout cái bài báo thì đều nói là Hân ơi, cho xin cái bài thơ nhỏ cũng được, lớn cũng được, là chỉ trong vòng nháy mắt là chị đã có rồi. Và bài Còn Mãi Tiếng Ru cũng là một trong những cái bài mà đã layout trong cái cuốn đặc sản đó. Và chính vì thế mà tôi mới và từ đó tôi có cái duyên với gia đình anh chị Duy Hân. Xin cảm ơn những lời tâm sự của nhạc sĩ rất nhiều. Và ngay bây giờ, để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Còn Mãi Tiếng Ru, thơ năm chữ qua tiếng hát của nhạc sĩ, của ca sĩ Ngọc Yến, Con Chim Đầu Đàn của nhóm Hương Việt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bài hát này sẽ được nhạc sĩ, chính nhạc sĩ sẽ đệm đàn cho ca sĩ Ngọc Yến trình bày. Và bé Julie sẽ múa cho cái bài hát này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngọc Yến xin trân trọng kính chào quý vị.
ơi đông đưa nỗi, mẹ dỗ con đứng ngồi, bao lo toàn vất vả, nụ cười vẫn trên môi. À ơi đông đưa nỗi, con đau mẹ nghẹn lời, tay gầy luôn ôm ấp, mong con được thảnh thơi. À ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con trong đời. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con mẹ hoài. À ơi, ơi à ơi, à ơi đông đưa nỗi, xin cảm tạ ơn trời cho con tôi cảm nhận chân thiện mỹ cuộc đời. À ơi đông đưa nỗi, con tôi đã lớn rồi, nhưng tiếng ru còn mãi, vì mẹ mãi yêu thôi. À ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con trong đời. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con mẹ hoài. À ơi, ơi à ơi. Ngồi đây đông đưa nỗi, xin cảm tạ ơn trời cho con tôi cảm nhận chân thiện mỹ cuộc đời. À ơi đông đưa nỗi, con ơi dẫu cuộc đời bao buồn vui thử thách, vẫn một lòng tiến thôi. À ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con trong đời. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con mẹ hoài. À ơi, ơi à ơi, ngồi đây đông đưa nỗi, trong mắt con rạng ngời yêu thương, ta cảm nhận ôi cuộc sống tuyệt vời. À ơi đông đưa nỗi, con ơi dẫu cuối đời luôn sống nên người mãi, dù mẹ có xa xôi. À ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con mẹ hoài. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi, mẹ ru con à ơi, mẹ ru con trong đời. À ơi, ơi à ơi, mẹ ru con mẹ hoài. À ơi, ơi à ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển, nhạc sĩ điệm đàn, guitar Vũ Lương Đúng và giọng ca của ca sĩ Ngọc Yến cùng bé Julie. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tu Phật Tu Chai, thơ Đặng Hoàng Sơn, Bùi Kim Cương phổ nhạc và tự trình bày theo lối nhạc tiếu như ban AVT ngày xưa. Tu Chai tức là uống bia, nhưng thi sĩ Đặng Hoàng Sơn luôn tỉnh táo, làm việc rất nhiều cho cộng đồng qua vai trò phóng viên. Mong sân khấu sẽ tươi vui sôi động với ca khúc này. Xin quý vị cùng hướng về màn ảnh slideshow. Lênh đênh qua cửa thần phù, qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, nổi là nổi làm sao, mà bụng tu thì chìm. Tôi thích bạn nên bày trò ăn nhậu, để trên tôi kinh tục rất thiền hòa. Tuy nhậu nhét nhưng không làm bậy bạ, bạn bè tôi vì thế cũng vui ra, bạn bè tôi vì thế cũng vui ra. Nhìn cứ tưởng tôi là người buồn, nhưng thật ra tôi chẳng chút xa đà. Về trên biết nên mỉm cười hiền xa, vâng tin rằng tôi chẳng phải bê tha, chẳng phải bê tha. Và cứ thế về trên tôi tu Phật, tôi tháng ngày vẫn liên tục tu chai, tu chai, tu chai. Đại nhất kiều phong giật mình thấy lạ, vậy mà sao vẫn êm mà trong hoài. Dù tu Phật tu chai hay tu cả, tu tại gia tại phàm tục cũng là tu, gần như lòng trong sáng chẳng mở lu, thì sẽ đến niết bàn trong chốc lát, thì sẽ đến niết bàn trong chốc lát. Tôi nhìn vậy nhưng không như người khác, tùy hàm vui nhưng công tác vẫn làm, chưa bao giờ đi tìm phở thay cơm, và vì thế về trên cho xa lắm, và vì thế về trên cho xa lắm, về trên cho xa lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ là tôi thích bạn nên bày trò buồn nhậu, ngài vẫn tôi kinh tủng rất hiền hòa. Tuy nhậu nhét nhưng không làm bậy bạ, bạn bè tôi vì thế cũng vui ra, bạn bè tôi vì thế cũng vui ra. Nhìn cứ tưởng tôi là người buồn cả, nhưng thật ra tôi chẳng chút xa đà. Về trên biết nên mình cười cả, vâng tin rằng tôi chẳng phải bê tha, chẳng phải bê tha. Và cứ thế về trên tôi tu Phật, tôi tháng ngày vẫn liên tục tu chai, tôi tháng ngày cứ liên tục tu chai. Đại nhất kiều phong giật mình thấy lạ, vậy mà sao vẫn êm mà trong hoài. Dù tu Phật tu chai đều tu cả, tu tại gia tại bàn tiệc cũng là tu, cần giữ lòng trong sáng chẳng mở lu, thì sẽ đến niết bàn trong chốc lát. Tôi nhìn vậy nhưng không như người khác, vác ngà voi hòa công tác vẫn làm, chưa bao giờ đi tìm vợ thay cơm, và vì thế
thật ra tôi chẳng chút cha đà. Về trên biết nên mỉm cười hì xả, mừng tin rằng tôi chẳng phải bê ta. Và cứ thế về trên tôi tu Phật, tôi tháng ngày vẫn liên tục tu trai. Đại hiệp nhiều không giật mình thấy lạ, sao vẫn êm à trong ngoài. Dù tu Phật tu trai đều tu cả, tu tại gia tại bàn tiệc cũng là tu. Cần giữ lòng trong sáng chẳng mở lu, thì sẽ đến niết bàn trong chốc lát. Tôi nhìn vậy nhưng không như người khác, vác ngã voi mà công tác vẫn làm, chưa bao giờ đi tìm vợ thay cơm. Và vì thế bề trên cho xa lang, và vì thế bề trên cho xa lang. À, quý vị có thấy là cái thơ của anh Sơn nó có cái ngông trong đó nhưng mà nó lại có cái ngoan. Đó là lý do mà anh nhắc tới bề trên. À, để giới thiệu cái bài hát kế tiếp, tôi xin hỏi quý vị rằng quý vị ở đây có bao giờ bị chất vấn mà không có trả lời được không ạ? Tôi mà là MC mà tôi bị cái nghẹn lời như thế này thì chắc là không thể nào nói được. Vâng. Đó là cũng là tựa đề của bài hát kế tiếp, có tên là Nghẹn Lời, trích từ thơ của Trịnh Tây Ninh, tức là chị Duy Hân. Nhạc được phổ của nhạc sĩ Phạm Hoàng Thương. Tôi xin được một vài giây để nói về người nhạc sĩ này. Anh Phạm Hoàng Thương, tên thật là Phạm Đỉnh, là một nhạc sĩ tài tử ở Toronto này, với rất nhiều nhạc phẩm trữ tình. Và anh cũng là người bạn thân của chị Duy Hân, anh chị Duy Hân ở trong nhà thờ. Và xin mời anh Đỉnh lên sân khấu để cũng mời người diện kiến anh. Ngoài ra xin mời hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển và chị Hồng Như cũng lên sân khấu để chuẩn bị. Kính thưa quý vị quan khách, nếu nói về thơ tình của nhà thơ Trịnh Tây Ninh thì tôi đã phổ nhạc một số bài, trong đó có bài thơ Nghẹn Lời. Khi đọc nội dung bài thơ này, tâm sự của một người bị tình phủ nhưng với lời trách móc sao rất là khẽ khàng, không bi lụy mà nhẹ nhàng chấp nhận, buông tay với một tâm hồn thật thánh thiện, đã gây cho tôi một sự xúc động, cảm hứng tạo nên những nốt nhạc dịu êm và lãng mạn. Tôi xin chúc đến nhà thơ Trịnh Tây Ninh ngày càng sáng tác dồi dào hơn nữa, lời thơ luôn đa dạng để tạo nhiều nguồn cảm hứng cho những người sáng tác nhạc, không chỉ riêng ai mà cho tất cả các nhạc sĩ khi đọc thơ tình của nhà thơ Trịnh Tây Ninh. Một lần nữa xin chúc mừng nhà thơ Trịnh Tây Ninh. Thành thật cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Phạm Hoàng Thương. Và xin quý vị cho chàng pháo tay để chào đón người ca sĩ Thu Thủy, là một thành viên trong đoàn Thánh Giuse Scarborough. Cô sẽ trình diễn bản này với người phụ bè và đàn guitar là nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển và tiếng đàn piano của Hồng Như. Xin quý vị. Thu Thủy xin kính chào quý vị. Giọt nước mắt rơi theo tiếng ai ru hời, em đưa tim hứng lấy thành khói buồn chơi vơi.
ơi, thôi đừng quay lại, em chúc người mãi vui. Có cánh buồm lạ lơi, bướm mong thoáng ngất lời, nhưng tim em đã lạnh để lệ sâu ấm môi. Có nhạc trầm buông lơi, nốt mi thư xa rời, sống lặng thầm vẫn đợi dấu hoa vàng chẳng tươi. Có em đã nghẹn lời, sao người nỡ đưa chơi, nhưng thôi không trách móc cho người được thanh thơi. Có giọt nước mắt rơi theo tiếng ai ru hời, em đưa tim hướng lấy thành khói buồn chơi vơi. Có mối tình xa khơi, tiếc người đi dịu vời. Thôi đừng quay lại, em chúc người mãi vui. Có cánh buồm lạ lơi, bướm mong thoáng ngọt lời, nhưng tim em đã lạnh để lệ sâu ấm môi. Có nhạc trầm buông lơi, nốt mi thư xa rời, sâu lặng thầm vẫn đợi dấu hoa vàng chẳng tươi. Có em đã nghẹn lời, sao người nỡ đùa chơi, nhưng thôi không trách mong cho người được thanh thơ. Thank you. Xin cảm ơn Thu Thủy rất nhiều và xin cảm ơn các nhạc sĩ đã đệm đàn guitar và piano. Việt Nam, hai chữ Việt Nam là hai cái chữ gắn liền với tất cả trong chúng ta ở đây. Và đặc biệt đối với lại chị Duy Hân hay là nhà thơ Trịnh Tây Ninh, nó gắn liền với chị không những là qua thơ văn mà còn ngay cả trong gia đình. Chị có hai đứa con và đã đặt tên là Việt và Nam. Và dựa trên cái bài thơ về sông Nam và biển Việt đã được nhạc sĩ Phạm Trung phổ nhạc. Nhạc sĩ Phạm Trung nổi tiếng rất nhiều trong những ca đoàn ở Việt Nam và đặc biệt là các thánh tử vị đạo Việt Nam ở Toronto. Đồng thời anh tham gia rất nhiều trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân và thành viên của Hội Nhạc sĩ Công giáo Hải ngoại và Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh. Anh là tác giả của trên 100 bài hát và 5 CD đã ra đời. Và hôm nay tôi xin được mời tất cả quý vị được thưởng thức. Anh Phạm Trung sẽ đến với chúng ta và như một đôi uyên ương để trình bày cho quý vị nhạc phẩm về sông Nam và biển Việt. Xin mời anh Phạm Trung và chị Quý. Xin quý vị cho tràng pháo tay cho cặp uyên ương. Chúng tôi trung quý xin trân trọng kính chào quý vị.
Thưa quý vị, như Trung Quý đã quen với chị Duy Hân hơn 35 năm. Lúc đầu thì tôi gặp chị Hân, tôi tưởng chị là một nữ tu. Nhưng sau này thì mới biết là Đức Lang Quân của chị là anh Duy. Thì chị Hân thì sau khi quen biết thì tôi thấy chị xứng đáng quả là người đã khéo chiều chồng, lại giỏi nuôi con. Bởi vì chị có một cái thân hình gọi là thắt lái lưng ong. Và sau khi chúng tôi quen biết nhau, sinh hoạt trong chương trình Thăng Đến Hôn Nhân, rồi trong các ca đoàn, thì các sinh hoạt chúng tôi theo không kịp anh chị Duy Hân. Anh chị Duy Hân đi ra ngoài cả cộng đồng, đi ra toàn thế giới. Chúng tôi chỉ có âm thầm ở trong thánh đường mà thôi. Vì thế, bài nhạc Hướng Về Sông Nam Biển Việt là cái chủ đề của hội chợ Tết năm 2016. Thì chị có nhờ Trung phổ nhạc. Vậy thưa quý vị, Trung Quý chỉ hát trong với cái hạn hẹp của người ca viên thôi chứ không phải là ca sĩ. Không có ngọt ngào và trầm bổng và lôi cuốn. Vì thế xin quý vị cho một tràng vỗ tay để lên tinh thần chúng tôi ạ. Cho lúa chín niềm tin
lầm vỡ. Xin mẹ Việt Nam cầu cho mưa thuận gió hòa, cho biển xanh cát trắng, cá tôm bơi lội tung tăng. La 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 la. Ngày hồi xuân ấm lòng lư cát tha hương, nhớ về tổ quốc quê hương, mong ngày đất nước tự do. Ngày đầu xuân vang lời câu chúc nơi nơi, xuân về rộn rã tiếng cười, đón chào mùa xuân tươi thắm. Ngày đầu xuân thương chúc quê hương bình an, đoàn kết yêu thương dài lâu, hoan ca bài ca dân chủ tung bay trên khắp thôn làng. Ngày đầu xuân vang lời câu chúc nơi nơi, xuân về rộn rã tiếng cười, đón chào mùa xuân tươi thắm. Ngày đầu xuân thương chúc quê hương bình an, đoàn kết yêu thương dài lâu, sông Nam điện biển lung linh giữa ánh sao trời, sông Nam điện biển lung linh giữa ánh sao trời. Xin cảm ơn quý vị. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Xuân Nhớ Người Yêu. Nhạc phẩm này như một lời tâm sự của nhà thơ Đặng Hoàng Sơn. Ông đã viết: khi mùa xuân đất trời giao hòa, mùa xuân là mùa của sự đoàn viên sum họp. Nhưng khi đôi lứa yêu nhau mà mùa xuân không đến được bên nhau, thì nỗi buồn trống vắng đó không có gì có thể tả được. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Yến. Trước khi mời quý vị lắng nghe ca khúc này, thì Kiều Trâm xin có đôi lời về nhạc sĩ Lý Kiến Trung. Ông hiện có trên 50 ca khúc đã được phát hành và được 3 CD, một tuyển tập. Năm 2017, ông có một đêm nhạc cho riêng mình và rất đông người tham dự. Và ngay bây giờ, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Xuân Nhớ Người Yêu qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Yến. Xin cảm ơn quý vị. Ngọc Yến một lần nữa xin kính chào quý vị. Xuân sang nắng hồng tươi ban mai, chim én từng đàn tung bay, tung tăng nhớ mùa xuân xa xưa, chúng mình tay ấm trong tay, tung tăng phố phường ôi vui sao, đường tình thanh thang dòng mơ, ướm giấc mơ nồng thiết tha, cùng đắp xây ngày mai. Xuân nay chỉ mình tôi bơ vơ, mơ bóng hình người tình xưa, xa xôi cách chờ người em yêu, âm thầm mong nỗi cô liêu. Vì vu gió lùa qua sông thưa, ngõ hồn mình mang sầu nhớ, ôm ấp mơ lòng thiết tha, cùng đắm say bên đời. Ôi xót xa lòng nhớ thương nhiều, ước mơ đầy
ngày vui chung bước xuân hoan ca. Ta sẽ sum vầy hết u sầu, xóa muộn phiền. Tình đôi ta đắm say trọn đời. Chim non hót mừng mùa xuân san, xe dắt lòng buồn mênh mang. Ôm thương nhớ người em yêu xưa, tình đầu chán chứa trong tim. Mơ vui sớm chiều ta bên nhau, ân tình men say hạnh phúc. Xua bóng mây mù bấy lâu, chào đón xuân huy hoàng. Thưa quý vị, để thay đổi không khí, tôi xin mời quý vị thưởng thức một bản nhạc điệu tango có tựa đề là Ngậm Ngùi. Thơ đó là một trong 10 bài thơ phổ nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung, phổ nhạc của chị Duy Hân, tức là Trịnh Tây Ninh. Sau đây tôi xin phép được mời anh Quốc Trung lên sân khấu để chia sẻ với tất cả mọi người về cái tâm tình của anh đối với thơ của chị Duy Hân khi anh phổ nhạc. Xin mời anh Quốc Trung. Bản nhạc này sẽ được trình bày bởi ca sĩ Văn Khang và được phần phụ minh họa bởi hai người dancer rất là đẹp đôi, và đó là không ai khác hơn là Phúc và Thủy. Đầu tiên thì Trung Nguyên xin cảm ơn ban tổ chức đã cho Trung Nguyên lên phát biểu một số ý kiến về thơ của chị Duy Hân. Và Trung cũng xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Hình như mọi người đều có chuẩn bị trước một cái gì đó cho cái bài, nhưng mà thực sự tôi bận lắm, tôi không có chuẩn bị gì được hết. Thì có lẽ cho tôi nói về cái cơ duyên tại sao tôi viết nhạc của chị Hân. Là cách đây khoảng, tôi nghĩ trong khoảng 10 năm có rồi. Thì trong giáo xứ đã tổ chức một ngày kỷ niệm như 80 năm hay là 100 năm gì đó.
thì họ có ra một trái nguyệt san. Một trái nguyệt san thì cái khi mà tôi cầm cái tờ nguyệt san á, tôi thấy một bài thơ mà tôi muốn phổ nhạc. Nhưng tôi không biết là chị, là bài thơ đó của chị. Nhưng mà tôi chỉ biết là chị là trong ban biên tập. Thì tôi mới xin là cho tôi liên lạc với cái người đã làm bài thơ để tôi viết một bài nhạc. Thì chị cũng khiêm nhượng, chị nói viết đi. Rồi tôi gửi đến người đó cho. Thì tôi viết cái bài thơ đó, hình như là bài Ru Em thì phải. Sau đó là tôi nhận một loạt rất nhiều thơ của chị. Và tôi cũng viết rất nhiều bài thơ của chị. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ ở đây là tôi vẫn tìm thấy vận luật của lục bát. Tôi vẫn tìm thấy ngũ ngôn, những cái lời thơ rất là tình tự, như cái thuở học trò mà ngày đó tôi còn được đi học. Tôi thú thật là tôi rất là say thơ của chị. Tôi say đến độ tôi viết, cái mùa đông năm đó tôi nhớ là tôi ngồi ở nhà tôi viết hết bao nhiêu bài thơ chị đưa ra. Về sau này khi mà tôi viết cái bài Gánh Buồn đó, thì tôi lại mượn ý thơ của chị. Rồi tôi viết cái bài đó với phần họa thơ của tôi. Rồi sau đó tôi gửi cho chị. Thì chị nói không biết chỗ nào thơ của ai hết. Thì bây giờ tôi xin trả lại sân khấu cho quý vị thưởng thức bài bài Tango Ngậm Ngùi. Yeah, xin cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung. Một lần nữa, Văn Khang xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị đã dành thời gian cuối tuần đến với chương trình trong tối đêm nay. Thật lòng mà nói, thi sĩ Đặng Hoàng Sơn với Trịnh Tây Ninh là một người Văn Khang rất là ngưỡng mộ, rất là người có lòng trong cộng đồng. Và sẵn đây, Văn Khang cũng xin cảm ơn Tuần Báo Thời Mới Canada đã yểm trợ chương trình ngày hôm nay và mong rằng trong tương lai, Tuần Báo Thời Mới sẽ phát triển hơn, sẽ yểm trợ rất nhiều chương trình ý nghĩa hơn cho cộng đồng. Xin quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn rất là nhiều. Em tóc dài buồn lời, ta búi chọc buồn đời. Em chân thon cút ngọc, ta gót giày đơn côi. Em thơm hương đồng nội, ta khói thuốc mùi hôi. Tiếng sao em đẹp quá, buồn sao ta ít lời. Lòng thiên thần thánh thiền, em cấm tiên ngọt lời. Ta hoan man vấn vả, dòng quỷ thần chơi vơi. Nhưng sao tim lại đập chung một nhịp bồi hồi. Ta sầu tựa mây trôi, em xinh như hoa thắm. Ta lặng nhìn cắn môi, bài tango ngậm ngùi này nhìn là chia phôi. Bước này là dáng dở, kể làm chi em ơi. Mỗi tình đầu lỡ nhịp, nhìn này là chia phôi. Bài tango ngậm ngùi, mỗi tình đầu lỡ nhịp sẽ nhớ mãi em ơi. Mỗi tình đầu lỡ nhịp
bài than gỗ ngậm ngùi. Tóc dài buồn lời, ta búi chọc buồn đời. Em chân thon cuốt ngọc, ta gót giày đơn côi. Em thơm hương đồng nội, ta khói thốt mùi hôi. Tiếc sao em đẹp quá, buồn sao ta ít lời. Lòng thiên thần thánh thiền, em cẩn tiên ngọt lời. Ta hôn man vẫn và dòng quỷ thần chơi vơi. Sao tim ta lại đắm chung một nhịp bồi hồi. Ta tựa sầu mây trôi. Em xinh như hoa thắm, ta lặng nhìn cắn môi. Bài than gỗ ngậm ngùi này nhìn là chia phôi. Bước này là giang dở, kể làm chi em ơi. Mỗi tình đầu lỡ nhịp, bài tan gỗ ngậm ngùi. Mỗi tình đầu lỡ nhịp, sẽ nhớ mãi em ơi. Mỗi tình đầu lỡ nhịp, bài than gỗ ngậm ngùi. Mỗi tình đầu lỡ nhịp. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Văn Khang. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời thi sĩ Trịnh Tây Ninh lên sân khấu có vài lời nói cùng quý thính khán giả ngày hôm nay. Kiều Trâm xin được chào chị Trịnh Tây Ninh. Kiều Trâm. Dạ, rất là bất ngờ cho Kiều Trâm là hôm nay Kiều Trâm làm MC cho chương trình thơ của anh Đặng Hoàng Sơn và chị Trịnh Tây Ninh. Đây là một cơ duyên mà đây là lần đầu tiên Kiều Trâm được thưởng thức những cái bài thơ, những tác phẩm của chị Duy Hân. Mà trước đây Kiều Trâm cứ nghĩ là chị Duy Hân tên là Duy Hân thôi. Và ngày hôm nay Kiều Trâm được biết là chị còn có cái bút danh là Trịnh Tây Ninh. Thì xin chị chia sẻ với quý khán giả ngày hôm nay là lý do gì chị chọn cái bút danh của mình là Trịnh Tây Ninh. Kính thưa quý vị và thưa em Kiều Trâm, thì Duy Hân cũng bắt chước người ta, cũng muốn lấy bút hiệu cho vui. Thành thử ra là tại vì Hân sanh ra ở Tây Ninh và rất là yêu cái vùng đất mà chôn nhau cắt rốn của mình, và là người họ Trịnh cho nên chọn Trịnh Tây Ninh. Thì tiếc thay chị ở Tây Ninh được 15 năm rưỡi. Năm 1975 thì Việt Cộng vào, thì ông Anh nói là ở Tây Ninh là cái xứ có rất là nhiều Việt Cộng, họ sẽ trả thù, họ sẽ thiếu cái tai mắt quốc tế, cho nên về Sài Gòn có tai mắt quốc tế thì đỡ bị lì hơn. Thì mấy chị em phải dọn về Sài Gòn mà thương Tây Ninh dữ lắm, khóc quá chừng và cầu nguyện cùng Chúa cho con được trở về. Đó rồi không được bao nhiêu năm ở Sài Gòn, hơi quen, có bạn rồi thì lại phải đi vượt biên. Đi vượt biên rồi đi qua Mỹ, thì ông Nguyễn Ngọc Duy ông lại khiêng qua bên Canada. Thành ra là coi như là con chim này nó đã bay khắp mọi nơi và hy vọng là nó sẽ đậu ở đây. Thì cũng chia sẻ với quý vị một chuyện vui vui là có mấy anh chị em trong ban tổ chức có hỏi là hôm nay chị có hát bài gì hay đàn bài gì không. Thì Hân phải ca bài là
tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, cho nên là không dám. Đó, rồi cái màn MC nữa, khi mà mời Kiều Trâm, mời Kim Lan, mời Văn Khang, mời anh Trần Thái Lực giúp làm MC, thì cái câu hỏi đầu tiên của họ là ông xã chị đấy làm chi mà tại sao không mời? Dạ đúng rồi. Đó thì Hân mới thiệt tình, Hân mới nói là nó cũng hơi tế nhị ở chỗ là không lẽ là vợ hát mà chồng khen hay. Thì mình kể lại cho anh Duy, anh nói chứ anh đâu có thấy em hay, anh đâu có tính khen em đâu mà lo. Anh Duy đâu rồi? Anh Duy ơi, anh Duy có nghe chị Hân nói gì không? Vâng, bể mánh lắm, bể nhiều cái lắm, nhưng mà cũng tạ ơn là ngày hôm nay mọi chuyện cũng trơn tru. Và mong là quý vị cũng bỏ qua cho những cái sai sót và hy vọng là những cái chương trình tới sẽ tốt hơn. Và thưa chị, trước khi chị đi vượt biên thì có bao giờ chị trở về Tây Ninh hay không? Chưa về, và hy vọng có một ngày Việt Nam vinh sáng sẽ về lại Tây Ninh. Và thưa chị, thì ở đây Kiều Trâm thấy là chị có sáng tác bài Áo Tím Hoa Vàng, và chị có tâm sự với Kiều Trâm, đó là một nỗi niềm của chị mà chị gửi vào bài thơ này. Và bây giờ xin chị chia sẻ đôi lời về bài thơ mà chị đã sáng tác. Dạ thưa, thì ngắn gọn thôi, đây là một cái bài thơ mà Hân làm với tặng cho một cái bà chị của mình, đó là chị Hảo ở Việt Nam. Thì hai chị em gần nhau, thương nhau lắm. Thì hồi đó thì Hân lại có một cái áo thun thôi, nó màu tím, và trên cái ngực áo nó có một cái hoa vàng. Thì chị cứ nói là mỗi lần mà Hân từ Tây Ninh mà đi về lại Sài Gòn á, thì chị nhìn theo cái bóng áo tím hoa vàng mà chị rất là thương. Cho nên Hân làm bài thơ đó và mạo muội tự phổ nhạc. Thì Hân học nhạc rất là yếu, nhưng mà nó cũng có một cái thích thú. Cho nên sáng tác mà có một cái điều buồn cười đó là khi mà làm nhạc đó thì phải dùng encore để viết. Thì kiếm cái nốt mà nó nghỉ nửa nhịp đó, kiếm không ra. Mà thấy cái nốt mà nghỉ nguyên nhịp nó lại có, chơi luôn. Thì nó sai nhịp. Nhưng mà mấy anh nhạc sĩ lại nghĩ, ủa sao cái con bé này nó dở nhạc vậy mà nó lại biết chơi syncope, tức là nhịp chõi. Vâng, thì xin mời Kiều Trâm giới thiệu cái màn đặc biệt này. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của thi sĩ Trịnh Tây Ninh. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Tím Hoa Vàng, thơ Lục Bát của nhạc thi sĩ Trịnh Tây Ninh do chính chị phổ nhạc. Qua nhóm múa Thu Thảo sẽ trình bày ca khúc này với tà áo dài tím và các đóa hoa vàng qua tiếng hát của Vân Thành. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bỗng nhớ em tôi như cơn mưa xưa diệu vời, một màu áo tím lung linh trong trăng khi ta còn thơ. Khi đi em tôi xa trong bụi mờ, lòng tôi như vẫn bồi hồi miên man. Vời trong áo tím mờ trong hoa vàng, giờ này tiếc nuối tim tôi thở than. Này em có biết tim tôi ngập tràn, hình bóng em tôi đi xa thật xa. Này người áo tím thu sang, em đang nơi phương trời nào, sao em ra đi không quay lại nhìn. Này em có thấy khói trời bao la, hòa trong áo tím thật xa diệu vời. Này người áo tím xa xôi em tôi, đi xa thật rồi, chỉ còn nước mắt trên môi đơn côi, ta mãi chờ mong.
Một chiều bỗng nhớ em tôi như cơn mưa xưa diệu vời. Một màu áo tím lung linh trong trắng khi ta còn thơ. Khi đi em tôi xa trong bụi mờ, lòng tôi như vẫn bồi hồi miên man. Vời trong áo tím mờ trong hoa vàng, giờ này tiếc nuối tim tôi thở than. Này em có biết tim tôi ngập tràn hình bóng em tôi đi xa thật xa. Này người áo tím thu sang, em đang nơi phương trời nào? Sao em ra đi không quay lại nhìn? Này em có thấy khói trời bao la hòa trong áo tím thật xa diệu vời? Này người áo tím xa xôi, em tôi đi xa thật rồi, chỉ còn nước mắt trên môi đơn côi ta mãi chờ mong. Này người áo tím xa xôi, em tôi đi xa thật rồi, chỉ còn nước mắt trên môi đơn côi ta mãi chờ. Xin cảm ơn những tạo tiếng của nhóm múa Thu Thảo. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Tạ ơn em, thơ của Đặng Hoàng Sơn và do nhạc sĩ Lý Kiến Trung phổ nhạc. Và ngày hôm nay, nhạc sĩ Lý Kiến Trung sẽ trình bày ca khúc này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lý Kiến Trung xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Tạ ơn người vợ ngoan hiền đã yêu anh dấu lênh đênh biển trời. Môi em luôn nở nụ cười cho anh quên cả một đời gian nan. Đêm từng đêm giấc mong vàng, dù anh tròn kiếp nồng nàn đắm say. Đường đời gian nẻo trong gai, đỡ nâng anh giữa trần ai muôn phiền. Tạ ơn em người vỡ hiền, đắng cay cam chiều ưu phiền riêng mang. Dòng đời trôi nổi phù phàng, nhưng tình em vẫn ngút ngàn ánh sao. Em yêu như giọt nắng đau, xua tàn đêm tôi đón chào bình minh. Hồng trần một kiếp phù sinh, em là phép lạ hiến linh nhiệm màu. Tạ ơn một mối duyên đầu, dắt diều qua mây bể dầu trắng rồi. Phù thế tình nghĩa cao vời, sắt son ven dưới
một lời chúc may, mình rằng đây số an bài thiên thư định sẵn, một đời có nhau cho trọn duyên nở trăng sao, uyên ương chập cánh bay cao trọn đời. Tạ ơn em người vợ hiền, đắng cay cam chịu ưu phiền riêng mang. Dòng đời trôi nổi phù phàng, nhưng tình em vẫn sáng ngời ánh sao. Em yêu như giọt nắng đau, xua tàn đêm tối đón chào bình minh. Hồng trần một kiếp phù sinh, em là phép lạ hiến linh nhiệm màu. Tạ ơn một mối duyên đầu, dắt diêu qua mây bể dầu trắng rời. Phu thế tình nghĩa cao vời, sắt son ven dư một lời chúc mai, mình rằng đây số an bài thiên thư định sẵn, một đời có nhau cho trọn duyên nở trăng sao, uyên ương chập cánh bay cao trọn đời. Tạ ơn em tạ đất trời, tạ ơn em tạ đất trời. Thân thật cảm tạ tất cả quý vị. Cảm ơn anh. Tiếp mục kế tiếp, bài hát có cái tên cũng rất là lạ là Mùa Nhớ Em. Tôi cứ tưởng rằng đàn ông chúng tôi có các bổn phận là nhớ em bốn mùa, chứ tôi có biết là có mùa nhớ em. Thành ra tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi chị Duy Hân là như vậy là có mùa có thể không phần nhớ em phải không? Thì bảo không, tiếng Việt mình mùa đó, nhưng mà nó không có số nhiều ở trong đó, nhưng mà các anh phải hiểu rằng mùa đây là số nhiều, tức là nhớ em bốn mùa. Và đây là một bài thơ năm chữ phổ nhạc của chị, do một nhạc sĩ trẻ ở Montreal. Anh là hiện nay là thư ký của Liên hội Người Việt Canada và là ủy viên của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Người nhạc sĩ trẻ này có tên là Lê Hoàng Châu. Anh sẽ đàn và đệm cho một người ca sĩ Ái Phương. Ái Phương cũng đến từ Montreal. Xin quý vị cho chàng pháo tay cho cặp ca sĩ và nhạc sĩ từ Montreal. Hoàng Châu và Ái Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Hoàng Châu xin kính chào các nhạc sĩ, các ca sĩ và đặc biệt gửi lời chào thân ái nhất đến hai nhà thơ Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng Sơn. Nhờ hai vị này mà chúng ta có mặt ở đây tối nay, và Hoàng Châu cùng Ái Phương mến chúc đến tất cả quý vị một đêm an lành và hạnh phúc. Hoàng Châu được biết hai vợ chồng An Duy và chị Hân, hay là nhà thơ Trịnh Tây Ninh, được ít năm nay. Anh chị hoạt động thật chặt chẽ và cũng là tiếng nói rất mạnh mẽ của Liên hội Người Việt Canada, và của hình như là cũng như của cộng đồng Toronto. Và những buổi biểu tình, Hoàng Châu thường gặp chị ở Ottawa và thỉnh thoảng có lên Toronto thì cũng được gặp anh chị.
Vào cuối mùa xuân qua, vợ chồng An Duy và nhà thơ Trịnh Tây Ninh có ghé đến Montreal nhân dịp linh mục Nguyễn Văn Khải ghé thăm cộng đồng ở Canada. Chị cho Hoàng Châu biết là vào cuối tháng 10 năm nay sẽ có một buổi văn nghệ và có nhiều tác phẩm của chị được phổ thơ hay phổ nhạc. Chị có nhà ý mời Hoàng Châu tham dự. Hoàng Châu cảm ơn chị thật nhiều. Cảm ơn nhà thơ Trịnh Tây Ninh đã cho Hoàng Châu cơ hội phổ biến bài thơ Mùa Nhớ Em. Mùa Nhớ Em nói lên nỗi lòng của một chàng trai thất tình, hai người yêu nhau nhưng chuyện tình không thành, vì cũng như trong cuộc sống thường ngày, vì một lý do nào đó, người yêu của anh ta đã có một người thứ ba. Vì thế, trong bài Mùa Nhớ Em, chúng ta cảm thấy nỗi sầu khôn nguôi của một người thất tình. Không phải chỉ có một mùa mà thôi, mà chàng ta nhớ và quằn quại mãi với mối tình và người yêu của một thời. Qua mọi ngày, qua mọi mùa, như anh MC vừa rồi có nhắc đến. Nhớ hương xưa và nhớ đôi môi mềm, chàng sống trong thờ ơ với tất cả những gì chàng đang có. Như chúng ta biết, nhà thơ Trịnh Tây Ninh không chỉ sáng tác thơ mà thôi, Hoàng Châu biết chị còn viết nhạc và viết sách truyện nữa. Chị giúp đỡ các anh chị em, thi sĩ, nhạc sĩ làm slideshow. Vâng, chị thật là một người đa tài. Và Hoàng Châu cũng muốn nhắn là nhà thơ Trịnh Tây Ninh, chị thật là tốt nữa. Cứ mỗi lần mà chị ghé đến nhà Hoàng Châu thì chị thường mang cho một chai EXO, và bài Mùa Nhớ Em là có một chút xíu máu của EXO ở trong đó, hay là cô nhắc. Một lần nữa, Hoàng Châu cảm ơn chị Hân, nhà thơ Trịnh Tây Ninh. Cảm ơn chị đã cho Hoàng Châu và Ái Phương có cơ hội đến đây từ Montreal, bên cạnh nhiều tài sĩ, nhiều nhạc sĩ thật là tài ba và nổi tiếng. Hoàng Châu cũng xin thành thật cảm ơn ca sĩ Ái Phương, người đã bỏ thời gian cùng Hoàng Châu tập bài hát Mùa Nhớ Em. Hoàng Châu mến chúc quý vị luôn an lành, vui vẻ và xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát Ái Phương qua nhạc phẩm Mùa Nhớ Em, thơ Trịnh Tây Ninh. Sự đã ghen
chén uống say đi môi mềm như môi em ngày ấy nên lòng quặn thắt thêm mùa này năm thứ mấy ta đã xa nhau rồi tôi chịu thua người ấy cúi đầu chịu mất em mùa này vẫn chưa thấy hoa rụng bên sân người hoa nhà tôi quên tươi bởi suốt ngày nhớ em chưa thấy hoa rụng bên sân người hoa nhà tôi quên tươi bởi suốt ngày nhớ em mùa này chim ngưng hót cũng buồn lặng lẽ trôi thanh âm mềm như khói vườn bay rối hồn tôi mùa này trời chưa tối vẫn mịt mù mây đen tôi dạ vờ không nói nhưng thật sự đã ghen mùa này tôi nâng chén uống say đi môi mềm như môi em ngày ấy nên lòng đâu chịu mất em mùa này vẫn chưa thấy hoa rụng bên sân người hoa nhà tôi quên tươi bởi suốt ngày nhớ em bốn mùa là nước mắt lá rụng rơi bên thềm rụng rơi không kịp đêm mùa nào cũng nhớ em bốn mùa là nước mắt lá rơi rơi bên thềm rụng rơi không kịp đêm mùa thu này nhớ em mùa thu này nhớ em. Hải Phương xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Ái Phương và anh Lê Hoàng Châu đã lặn lội từ rất xa quý vị, từ Montreal. Và đến đây dù sáng hôm nay trời mưa, đường xa ướt mưa, nhưng anh chị vẫn có mặt hết lòng với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị. Và tiếp theo đây, bài thơ Ngủ Ngôn Cho Mẹ, thơ Trịnh Tây Ninh do nhạc sĩ Văn Duy Tùng phổ thành ca khúc và Thu Thủy trình bày. Ông Văn Duy Tùng là trưởng ban thanh nhạc hải ngoại, nổi tiếng nhờ tài hòa âm, phối khí nhiều nhạc cụ khác nhau. Bài Ngủ Ngôn Cho Mẹ của chị Duy Hân đã đoạt giải thưởng về thơ do Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt tổ chức. Kính mời quý vị đón nghe. Thu Thủy xin kính chào quý vị.
con sẽ ngồi bên đồi cho tung bay tóc rối buông sợi mềm lạ lơ. Nhưng hôm nay rất lạnh, mẹ đã mãi xa rồi, làm sao cho gió thoảng chứ thương lòng mẹ ơi. Con sẽ cất lên lời mừng, đóa hoa rất lạ ngỡ trong lòng con tim. Nhưng hoa này héo úa, cánh tàn phai ra rời, con rưng rưng mắt ướt, biết làm sao cho vơi. Trời, mẹ đã đi xa mãi, rơi buồn con chơi vơi. Chiều nay về trên lối, nỗi u buồn lên ngôi. Hồn con sâu chập chối, biết làm sao tỏ lời. Nhớ ngày mẹ hấp hối, nước mắt tràn lên môi. Mẹ qua đời lặng lẽ, để rơi con bên quên. Con sẽ ngồi bên đồi cho tung bay tóc rối buông sợi mềm lạ lơi. Nhưng hôm nay rất lạnh, mẹ đã mãi xa rồi, làm sao cho gió thoảng chứ thương lòng mẹ ơi. Lời mừng đóa hoa rất lạ ngỡ trong lòng con tươi. Nhưng hoa này héo úa, cánh tàn phai ra rời, con rưng rưng mắt ướt, biết làm sao cho vơi. Nhớ ngày
xin cảm ơn tiếng hát của chị Thu Thủy. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời thi sĩ Đặng Hoàng Sơn ra sân khấu để có đôi lời cùng quý vị. Thưa thi sĩ Đặng Hoàng Sơn, Kiều Trâm được biết anh trong các chương trình sinh hoạt của cộng đồng rất là nhiều, và không biết anh có cái cơ hội hay là có cái cơ duyên nào mà để anh làm rất là nhiều bài thơ, mà thơ của anh rất hay, đã được rất nhiều nhạc sĩ phổ nhạc cho thơ của anh, thì xin anh chia sẻ đôi lời cho quý khán giả ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn Kiều Trâm hỏi, cảm ơn tất cả quý vị. Sở dĩ tôi có chút thời gian vừa sinh hoạt cộng đồng vừa làm thơ phổ nhạc là thành thật mà nói là thời gian sau này, sau khi tôi nghỉ hưu mới có một chút thời giờ, chứ lúc trước khi chưa nghỉ hưu thì lo vấn đề cơm áo nên không có thời giờ làm thơ phổ nhạc. Xin cảm ơn những lời tâm tình của anh. Và lúc nãy Kiều Trâm có nghe bài thơ là Tạ ơn em. Đó là bài thơ anh viết tặng cho bà xã anh đang ngồi bên dưới đó. Thì bây giờ sắp sửa tới đây là Kiều Trâm sẽ giới thiệu thêm một tác phẩm của anh nữa, là bài Tình Đầu. Thì người ta nói là sau lưng một người đàn ông thành công thì lúc nào cũng có một người phụ nữ. Và cái mối tình đầu mà anh đang viết trong cái bài thơ này có phải là với chị hay không, hay là với một cô nào nữa? Xin anh chia sẻ. Hy vọng là tối nay anh không có về bị bầm mình thôi. Kiều Trâm hỏi khó anh Sơn quá. Nhưng mà thật sự mà nói cũng chẳng có gì khó, tại vì mối tình đầu của anh cũng là mối tình cuối, là mối tình để dành cho bà bề trên của anh đó, anh gọi là bà bề trên. Chị hôm nay chị được lên tới bà bề trên rồi đó chị. Xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Và Kiều Trâm tin chắc rằng tình yêu đầu tiên thì bao giờ cũng đẹp, nhưng mà tình yêu cuối bao giờ là tình yêu đẹp nhất. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cho anh Sơn nói mấy tiếng. Dạ, xin mời anh Sơn. Nhân tiện tôi cũng xin cảm ơn Tuần Báo Thời Mới, cảm ơn tất cả quý cơ quan hội đoàn, quý đồng hương, quý hội Thủ Đức đã support cho chương trình này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện, nếu có điều gì sơ sót mong quý vị tha lỗi, thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn lời chia sẻ của anh Sơn rất nhiều. Và để liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Đầu, thơ thi sĩ Đặng Hoàng Sơn, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Lý Trung Kiên, và sẽ được qua tiếng hát của ca sĩ Thụy Vinh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một, hai. Thụy Vinh xin trân trọng kính chào quý vị. Và Thủy Vinh cảm ơn anh Đặng Hoàng Sơn đã cho Thủy Vinh cơ hội trình bày nhạc phẩm này. Nếu có gì sơ sót xin tha lỗi.
chân trời tia nắng hoàng hôn xuyên qua khe nhỏ xuôi nguồn thiên tha mơ hồ tiên cánh bồng lai cỏ cây hoa lá gót hải ngã Xin cảm ơn chị Vinh. Nhạc phẩm chị hát hay quá. Cái bài kế tiếp là được phổ nhạc từ thơ của chị Duy Hân. Đó là một bài thơ Lục Bát. Và người nhạc sĩ mà tôi muốn giới thiệu đây, anh có cái tên rất là tham lam anh chị. Quý vị có thể tưởng tượng anh gồm có cả trời, cả biển, cả gió. Tôi bảo là như vậy anh chỉ chừa cho tôi cái đất với núi thôi. Và đây là lời giới thiệu, tôi mượn lời giới thiệu của chính người nhạc sĩ trong cái CD và DVD xuất bản của anh. Anh đã ra đời tất cả là 3 cái CD và anh đã viết hơn 130 bài tình ca và thánh ca. Đây là lời của anh giới thiệu. Trong dòng đời trôi nổi, chúng ta ai cũng có những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ. Qua một khoảng khắc đặc biệt đó,
Người nhạc sĩ đã mượn âm nhạc để ghi lại. Mỗi nốt nhạc là những hình ảnh trung thực, diễn tuyến qua mỗi giai đoạn đời của chúng ta và của nhạc sĩ. Hãy trải lòng ra những giây phút lắng nghe. Hy vọng bạn sẽ tìm lại một chút gì để nhớ và để thương cho mỗi kỷ niệm xa xưa ấy. Cuộc đời tựa như gió thoảng mây bay, nhưng mọi sự tất cả rồi cũng qua đi. Nhưng tình yêu vẫn còn mãi mãi. Trong tình yêu có nỗi vui và nỗi buồn, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Đã gây được cảm xúc cùng cảm nhận để người nhạc sĩ viết lên tâm tình của chính mình và của những người khác. Và đây là cảm xúc buồn. Xin mời người nhạc sĩ Vũ Thiên Đại Dương, xin mời anh lên sân khấu. Anh sẽ đến và trình bày cho chúng ta tự đàn với tác phẩm buồn này. Xin mời anh. Xin kính chào quý vị. Hát hay không bằng hay hát. Tôi xin hát cho những cuộc tình không trọn vẹn. Xin cảm ơn chị Duy Hân Trịnh Tây Ninh đã cho tôi cảm xúc phổ nhạc bài thơ buồn của chị. Dòng biển mênh mông, biển ngưng sóng vô, trong lòng vẫn đau. Thôi đành duyên phận cúi đầu, khi chìm khi nổi, nỗi sầu vẫn tuôn. Buồn em đến tận bình minh, ngày lên cũng hết nên tình cũng tan. Tiếc chi giấc mộng lỡ làng, khi bừng mắt dậy ngút ngàn bóng mây. Buồn em như ngọn cỏ lâu mong manh trong gió, hư hao kiếp người. Sao em lại chúc anh vui, từ lâu anh đã mộng đời vương mang. Ôm em tay níu vội vàng, chút tình nỡ muộn bên hàng thủy dương. Thương em chăn trở đêm trường, dù xa cũng gợi mùi hương đóa quỳnh. Buồn em như núi mù khơi, dù cao chất ngất mà đời dòng theo. Mong mây bao phủ trong chiều, không che nổi anh tiêu điều tình ta.
giấc mộng lỡ làng. Khi bừng mắt dậy ngút ngàn bóng mây, buồn em như ngọn cỏ lâu mong manh trong gió, hư hao kiếp người. Sao em lại chúc anh vui, từ lâu anh đã mộng đời vương mang. Ôm em tay níu vội vàng, chu tình nỡ muộn bên hàng thủy dương. Thương em trăn trở đêm trường, dù xa cũng gợi mùi hương đóa quỳnh. Buồn em như núi mù cười, dù cao chất ngất mà đời dòng rêu. Bóng mây bao phủ trong chiều, không che nổi anh tiêu điều tình ta. Buồn em buồn mãi, buồn ơi buồn ơi, buồn em buồn mãi, buồn. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thiên Đại Dương. Anh đã đến từ Ottawa và rất là nhiệt tình để tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh nhạc sĩ Vũ Thiên Đại Dương. Kính thưa quý vị, bài thơ Hỏi Mây, thơ của Trịnh Tây Ninh, do nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ thành ca khúc và ca sĩ Từ Lê sẽ trình bày sau đây. Có bao giờ quý vị hỏi mây, hỏi gió vì chuyện mình đã quá rối rắm, không biết hỏi ai, giải quyết ra sao? Ca sĩ Từ Lê từng được giải thưởng Tượng Vàng, một giọng ca rất chuyên nghiệp với tiếng đàn piano của Hồng Như. Hồng Như là một cô giáo dạy piano, đã học dương tầm từ khi mới 5 tuổi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hỏi mây, ưu tư em hỏi mây, không buồn sao mây bay. Mây thì thơm trong gió, bay mà sầu khôn khuây. Ưu tư em hỏi mây, ai xui người đổi thay, ra đi không quay lại. Anh
đã làm gì sai. Ưu tư em hỏi mới, không uống chẳng lẽ sai. Đêm về trong giấc mộng, thuở nào tay trong tay. Ưu tư em hỏi mây, cơn mưa nào qua đây. Thoáng chút hương tình cũ, làm mắt môi chợt cay. Ưu tư em hỏi mây, cơn mưa nào qua đây. Thoáng chút hương tình cũ, làm môi mắt chợt cay. Ưu tư em hỏi mây, không buồn sao mây lại bay. Mây thì thầm trong gió, bay mà sầu khôn khuây. Ưu tư em hỏi mây, không uống chẳng lẽ sai. Để về trong giấc mộng, thuở nào tay trong tay. Ưu tư em hỏi mây, cơn mưa nào qua đây. Thoáng chút hương tình cũ, làm mắt môi trơn cay. Ưu tư em hỏi mây, cơn mưa nào qua đây. Thoáng chút hương tình cũ, làm môi mắt trơn cay. Ưu tư em hỏi mây, cơn mưa nào qua đây. Thoáng chút hương tình cũ, làm môi mắt chợt cay. Thoáng chút hương tình cũ, làm môi mắt chợt cay. Xin cảm ơn quý vị. À, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho cháu Hồng Như. Xin cảm ơn tiếng hát của anh Tùng Lê và tiếng đàn của Hồng Như. Kính thưa quý vị, tình yêu luôn là một điều gì đó mà con người ta luôn tìm kiếm và khao khát. Tình yêu có rất nhiều hương vị. Tình yêu có vị ngọt ngào của sự hạnh phúc, vị đắng của sự chia lìa, vị chua của sự tha thứ và vị cay nồng của sự hờn ghen. Và Kiều Trâm tin chắc rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng nếm trải hương vị tình yêu một lần trong cuộc đời. Những người yêu nhau thường là những người rất mơ mộng và rất lãng mạn. Như một bài hát mà Kiều Trâm đã từng nghe, khi đã yêu thì mơ thật nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, khi yêu riêng một người thôi. Vâng, tình yêu lúc nào cũng đẹp và thơ mộng, lãng mạn lắm đúng không quý vị? Nhưng có những người yêu nhau, đôi khi không đến được với nhau, thì tình yêu thật là buồn. Và nỗi buồn đó, thi sĩ Trịnh Tây Ninh đã sáng tác bài thơ Xót Xa Kỷ Niệm. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Xót Xa Kỷ Niệm qua phần ngâm thơ của giọng hát Sĩ Phượng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi xin được đến chánh lại là... Đầu tiên thì chúng tôi được mời để ngâm một bài thơ của thi sĩ Trịnh Tây Ninh, nhưng mà sau đó được đổi qua là bài thơ Xót Xa Kỷ Niệm của anh Đặng Hoàng Sơn. Dạ, xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Xót Xa Kỷ Niệm. Thank you.
Mảnh cơ đồ nghiêng
Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin lỗi vì chúng tôi đang bị cảm cho nên không được như ý. Xin cảm ơn giọng ngâm thơ của chị Sĩ Phượng. Mặc dù chị cảm nhưng mà cái giọng ngâm thơ của chị rất là hay. Cảm ơn em nhiều. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Lúc mà Kiều Trâm nhận được lời mời của nhạc sĩ, thi sĩ Đặng Hoàng Sơn và thi sĩ Trịnh Tây Ninh, thì cái bài thơ hồi nãy chị Trịnh Tây Ninh có nói với Kiều Trâm là thơ của chị. Cho nên khi Kiều Trâm ra, Kiều Trâm giới thiệu, khi chị đổi bài thì chị không có thông báo cho Kiều Trâm là cái bài thơ này là của anh Đặng Hoàng Sơn. Cho nên Kiều Trâm đã giới thiệu là của chị Trịnh Tây Ninh. Thì xin lỗi quý vị, bài thơ vừa rồi là của anh Đặng, thi sĩ Đặng Hoàng Sơn. Và liên tục chương trình, Kiều Trâm xin mời quý vị đến với bài thơ Chợ Đời, thơ của nhà thơ Trịnh Tây Ninh, vừa được chị Sĩ Phượng ngâm. Và bây giờ xin nghe bài thơ đó do nhạc sĩ Lý Kiến Trung phổ thành nhạc và tác giả sẽ tự trình bày. Xin cảm ơn quý vị. Lý Kiến Trung xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Sớm mai đi chờ đợi, tìm một nụ cười tươi. Cô bán hàng nhỏ nhẹ, em chỉ bán lệ rơi. Em chỉ bán lệ rơi, lòng chẳng thấy thành thơi. Sao không ai bày bán chút yêu thương cuộc đời. Sớm mai đi chờ đợi, còn đâu là niềm vui. Còn buồn đã tích trữ, niềm vui quá xa xôi. Niềm vui quá xa xôi, tiếng dao nghẹn lời. Ai thương xin lên tiếng, mùa rụng sau riêng tôi. Sớm mai đi chờ đợi, tung nắm tiền tanh hôi. Loài người đâu mất cả, bỏ rồi ria giúp thôi. Bỏ rồi ria giúp thôi, mưa gieo hạt mù khơi. Lung linh như nước mắt, phù ngập hồn tà tơi. Sớm mai đi chờ đợi, cô bán hàng nhỏ nhẹ. Em chỉ bán lệ rơi, em chỉ bán lệ rơi. Lòng chẳng thấy thành thơi, sao không ai bày bán chút yêu thương cuộc đời. Sớm mai đi chờ đợi, còn đâu là niềm vui. Còn buồn đã tích trữ, niềm vui quá xa xôi. Niềm vui quá xa xôi, cất tiếng dao nghẹn lời. Ai thương xin lên tiếng, mùa rừng sau riêng tôi. Thank you.
sớm mai đi chờ đợi. Tung nắm tiền tanh hôi, loài người đâu một cá, bỏ rồi ria giúp thôi, bỏ rồi ria giúp thôi. Mưa gieo hạt mù khơi, lung linh như nước mắt, phù ngập hồn ta tươi. Mưa gieo hạt mù khơi, lung linh như nước mắt, phù ngập hồn ta tươi. Mưa gieo hạt mù khơi, lung linh như nước mắt, phù ngập hồn ta tươi. Xin thân thật cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh. À, xin mời anh ở lại sân khấu. Tiếp đây xin mời tất cả các anh chị em trong đoàn văn nghệ gồm các ca sĩ, nhạc sĩ, xin mời tất cả lên sân khấu. Thưa quý vị, đây đã chấm dứt chương trình văn nghệ hôm nay và thay mặt ban tổ chức xin mời chị Kim Lan ra để nói vài lời giã từ cùng tất cả các anh chị và chúc tất cả quý vị một đêm an lành. Kính thưa quý vị, rất cảm ơn sự có mặt của quý vị ngày hôm nay và chương trình của chúng tôi đã thành công rất tốt đẹp. Xin cảm ơn một lần nữa và xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ, MC của chương trình, ban tổ chức chương trình, chúng ta cùng lên sân khấu để chào quý khán giả và kính chúc quý khách một đêm thật là ngon giấc. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa, Duy Hân và anh Đặng Hoàng Sơn xin cảm ơn Thời Mới cũng như tất cả ban văn nghệ, ban kỹ thuật ở trên kia và đặc biệt là Hội Người Việt Toronto đã khuyến khích và ủng hộ cũng như hướng dẫn cho để mướn được cái hội trường rất là đẹp, rất là vừa phải này. Và trong khi mọi người chụp hình thì còn một cái slideshow cuối cùng, đó là một cái trường ca Cánh Chim Ba Miền mà thơ của Duy Hân và được nhạc sĩ Kiên Thanh. Nhạc sĩ Kiên Thanh là một nhạc sĩ ở Việt Nam nhưng mà đã sáng tác nhiều bài về Hoàng Sa, Trường Sa cũng như về giữ đất. Thì thấy trời cũng tối rồi cho nên không dám giữ quý vị ở lại lâu, cho nên chúng tôi vừa chụp hình vừa mời quý vị coi phần slideshow. Và nhất là cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả, các cơ quan truyền thông cũng như tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình hôm nay.